trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin được gửi lời chúc tới tất cả cô bác anh chị và Mạnh Thường Quân đang đồng hành cùng Bản Em. Hôm những video hôm trước thì cháu Lực cũng đã cùng em xử với ông là đi thương lượng và đi xin được nước rồi cô bác. Đấy, cái thực phim hôm nay thì cháu Lực sẽ đi lên trên kéo nước về để vào cái tách. Xong là cháu Lực sẽ gọi mấy anh em trong thợ mà làm ống nước này cũng như là làm cái đường điện lên làm cho cháu Lực cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có nhận được thêm phần quà của bà Vương Kim Thanh nữa. Còn đây là phần quà của bà Thảo Đỗ nhé. Đây, ở đây thì trong đấy gồm là sẽ có một cái lọ dầu gió này. Vâng. Và một cái lọ dầu, và dầu này cũng là cái dầu để mà mình bôi nhé. Vâng. Hay cũng như là bôi chân tay này kia lúc mà mình đau đầu có thể bôi lên chỗ này một chút nhé. Vâng. Còn cái này là lọ Vaseline, là lọ nẻ ấy, là bôi mặt đấy. Vâng. Bôi mặt ở môi đấy. Còn ở đây là có một cái quần với lại một cái áo là giữ nhiệt nhé. Vâng. Đấy. Cái này thì bác cũng có gửi cho anh với cả anh Hiệu nữa. Đấy. Vâng. Gửi cho Quân nữa. Áo này thì còn mới cả, còn là tem móc tất cả mọi cái của bác nhé. Vậy bây giờ thì để vào đây, xong rồi anh em mình đi làm việc kia đã nhỉ. Vâng. Ở đây thì bác Thảo Đỗ, bác cũng có gửi cho cháu Lực là thêm quần áo này, với lại bánh kẹo này. Bánh kẹo này thì một phần là bác cho hai anh em, còn là một phần là đi vào những hoàn cảnh hay là đi đường gặp những cái bạn trẻ, bạn nhỏ thì sẽ gửi kẹo cho các bạn đấy. Đấy, em cất ở đâu đi. Còn cái phần quà của bà Vương Kim Thanh thì các bác này, thì một tí nữa cháu Lực sẽ mở ra trong, mở ra xem ở trong ấy là cái gì các bác. Bà thì cũng có nhắn tin cho cháu Lực là nói là điều gì rồi, nhưng mà cháu Lực chưa thể mở vội được. Một tí nữa thì đi làm công việc kia xong thì cháu Lực sẽ đi vào và mở cái phần quà của bà Vương Kim Thanh sau các bác nhé. Hai phần sân mọi cái thì cũng đã làm xong hết rồi các bác ạ. Có lẽ rằng là cái chỗ này thì sau này sẽ để làm đường xe máy của em Hải với em Sử luôn. Lên trên Hà Nội. Sử ơi, anh em mình làm cái này trước đi nhỉ? Lần này trước. Đúng rồi. Kéo về thì thả nước về. Kéo về thả nước ở đây luôn. Hay ở đây thì cháu Lực với ông là cũng đi thương lượng được rằng là mỗi lần mà dùng một cái tách này, dùng xong một cái tách, được đi lại kéo về được một cái tách rồi thì sẽ lên trên mà khóa nước lại. Bây giờ phải nghiêng nó lại chứ nhỉ? Thì mới lát được cái đường dưới kia chứ. Vâng. Có tu vi không đấy? Không có. Không có á? Xe có không? Xe có ấy. Xe có à? Vâng. Thế thì phải lấy tu vi thì mới vặn được cái đấy ấy. À đâu, clear đấy. Không phải tu vi đâu. Đúng rồi, không phải tu vi đâu. Nhưng mà không có thì cái đấy mình sẽ vặn sâu vậy. Đây là clear anh xem nào, số 8 hay số 10 nào? Số này là số 10. Bây giờ mình vặn qua một chút đã, cho là lần sau mình vặn thêm. Mình làm ở dưới đã. Vâng. Nhìn tách đó nhá. Vâng. Ôi, nhức khó phết đấy nhỉ. Đấy. Dùng cái băng tan nó quấn vào. Cái này không? Cái đấy không phải đâu, cái đấy là cái xả của nó đấy. Đây là cái xả của nó ấy. Cái này là cái
Đâu, cái này này. Cái này là cái đống nắp của nó thôi. Hết cái chỗ này rồi à? Hết chỗ này. Hết chỗ này rồi à? Phải cái này. Đây, băng tan quấn vào vặn vào. Bao giờ xả xong lại lấy vặn ra. Sao không dính nhỉ? À đây, không cái này này, cái quấn này này. Cái này nó không dính đâu em ạ. Không dính được. Cái này mình quấn như này. Này nó là cái băng mà để nó không tránh bị gió nước ấy. Vâng. Những cái băng tan này thì em sĩ còn chưa có biết đâu cô bác ạ, cho nên là em mới hỏi là sao không có dính. Này tí mình dùng còn dư thì mình cất đi để lần sau mình còn dùng tiếp. Ừ. Ôi trời ơi. Đúng là hậu đậu thật nhỉ. Yeah. ông ấy đâu rồi? Ông với Hải đi Trăng Châu ạ. Ông với Hải đi Trăng Châu à? Vâng. À hôm nay là Hải cũng nghỉ học đúng không? Vâng, hôm nay nghỉ học. À, hôm nay thì cũng là cái tiết dương rồi cô bác ạ. Của anh rồi nhỉ. Nhà có Kim không? Nhà có ạ. Ừ. Lấy cái keo này không? Không. Không đi lấy cái Kim với bạn được ấy, chị ạ. Vâng. Em chạy lấy kìm một chút đấy. Lấy cái mic cho anh một tí đấy. Em Sử thì đang chạy đi xuống cái nhà lấy cái kim để mà xuống đây vặn thì mới được cô bác. Vừa rồi thì mấy anh em lên thì có sơ suất một chút và không có cầm theo là cái đồ nghề của cô bác, định dùng là tay không rồi cô bác ạ. Đấy, có lẽ hôm nay sẽ cũng là ngày mà bước sang là năm mới rồi cô bác, năm 2024 rồi. Thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị sang năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống của bác nhé. Xin cảm ơn cô bác rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Phải quấn lại rồi, vừa rồi là bị tuột một chút. Trong thời gian vừa qua làm cái gì cô bác còn sơ suất thì rất là mong cô bác anh chị sẽ nhắc nhở cho cháu Lực và chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn cô bác nhé. Ôi, Hải là đi Trăn Châu về rồi à? Hải là đi Trăn Châu ở tận đâu ấy? À, đây. Áo này ấm không? Có ạ. Có à? Cho Hải xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Bây giờ Hải gửi một lời chúc năm mới tới tất cả các ông bà nhé. Vâng. Hải biết chúc năm mới không? Có.
Có ạ. Có à? Thế bây giờ Hải khoanh tay ông chúc năm mới nhá. Con chúc quý ông bà, cô chú, anh chị sang năm mới. Sang năm mới ạ. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Cảm ơn tất cả các ông bà đã giúp đỡ tới mình. Con cảm ơn các ông các bà đã luôn luôn quan tâm cho ba ông cháu, nên đã giúp ba ông cháu làm một ngôi nhà. Con biết ơn quý bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Đấy. Vừa rồi đi chăn trâu cùng ông đi à? Vâng. Thế ông là đang đi chăn trâu à? Vâng. Thế thì một tí nữa thì hộ anh với anh Sửa đi kéo nước một tí nhá. Vâng. Cái này là keo nhá Hải nhá. Vâng. Nhà hai anh em thì ở ngay dưới này, cho nên là thiếu cái đồ dùng gì là chạy ngay đi xuống cái này lấy luôn thôi các bác, không không phải là đi xa quá. Rồi, hình như là cái kìm này là cháu được nhớ mang máng là của bà An Phạm, là bà gửi cho hai anh em cô bác ạ. À, đến thời điểm hiện tại thì có đồ dùng để mà dùng đấy không? Chà chưa? Chà. Rồi, đây anh em mình nước tách nhá. Nước tách xong anh em mình Hải cầm cái dao đấy nhá. Vâng. Từ từ nhá, từ từ nhá. Nào, xuống chân bên này tí, xuống chân bên này tí. Đặt dưới đây này đi. Đấy. Ngày mai kia khi mà mình sẽ làm ống là nối từ đây đi luôn. Đấy. Bây giờ thì mình kê tách đi. Đầu bên đấy hơi thấp nhỉ, dùng gạch hay là đá kê lên đi em, cho nó đỡ khỏi bị bập bênh đi. Tìm cục đá. Rồi, bây giờ mình lắp cái này vào. Anh vặn vào xong là tí sử dùng cái clear để vặn cho chắc nhá. Đấy, em dùng clear để vặn chắc nhá. Vặn đây rồi. Mình vặn để cho con dứ nó không lung lay ra ngoài là được rồi Sửa ạ. Hải đi chuẩn bị ống trước rồi à? Áo dài đấy, cho vào trong quần đi. Đấy, lấy cái mic cho anh một tí. Cho vào trong quần cho đỡ dài. Đấy, chỉ là hơi dài thôi nhưng mà vừa hết rồi. Đấy, đi ra góc kia xong là bỏ vào quần đi.
Ơ ừ, một cái kia đâu nhở? Mất một cái à Sứ ơi. Cái gen nó đâu rồi? Đâu? À đây. Dạ, vặn đi. Đấy, nhìn thế trông đẹp hơn không? Đấy. Lắp bộ đấy được. Vặn xong chưa? Sứ ơi, thế này mình phải dịch dịch ra bên này tí em ạ. Xoay cái xoay xoay kia ra bên này. Máy nữa mình lấy nước này. Từ nhá. Được chưa? Được rồi nhỉ? Kê đã. Hả? Đây bây giờ nó không kê được mà này. Đây máy nữa mình dùng cái ống mình kéo xuống cái kia luôn. Đấy. Bây giờ thì đây. Cái đồ này cất ở đây đấy nhá. Không tí mình về mình lấy sau nhá. Rồi, mấy anh em mình đi nhấc đi thôi. Kéo ở trên kia xuống là kéo ở đây đi. Kéo ở trên kia xuống chứ. Vâng. Không phải tí mình bò xuống nên đỉnh lên dốc. Ở đây thì cũng khá là gần đấy thôi các bác, cho nên là không phải mua lại nhiều ổng ấy. Chỉ mua là một cuộn thôi. Cái nhà chú ở trên này thì cũng ba nhà là chung một nguồn nước cô bác ạ. Đấy, cho nên xin là phải đi xin ra từng nhà một. Và cũng rất là may là khi mà hỏi đến là nhà nào, nhà đấy thì người ta cũng đều cho xin cả. Ôi ca, nọ xin mẹ cho anh kéo nước đi nhá. Lúc nào mà đầy thì lại đây tắt. Nào, lấy dao cắt đi. Anh cẩn thận tay nhá, xử nhá. Hải em chạy đi xuống cái kia xem là có dây thép không. Cái dây thép để tí mình buộc. Anh thấy ở ngoài có nhá. Cắt 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 cẩn thận nhá, xử nhá. Vậy. Này một tí chắc là mình kéo chéo chéo qua góc cái mái kia một chút sửa. Được chưa? Được. Khi là bây giờ các em phải đi xuống dưới để sửa. Vâng. Đây. Kéo đây là đâu đi? Hả? Kéo trên. Kéo đây, kéo ở trên này đi xuống dưới luôn. Xem ai thế nào mà được thì bỏ vào đấy nhá. Vâng. Hả?
Đến rồi. Mới chưa nè. Lúc đó. Đi xuống leo. Kéo hết xuống dưới đây cho nó vừa đủ ở trên rồi. Hết chưa? Được rồi. Được chưa? Vâng. Đầu này nó thừa tí lại quặn vào. Vậy để cái cây như này à? Hả? Cho vào tết này luôn. Phải lấy cây lên chứ, không che làm sao qua được. Không để em vắt lên cái cây kia xong nó vòng nó về đây. Buộc cái này á. Tí lấy dây thép buộc lên trên cái cây này này. Đúng không? Không cần buộc đâu. Thế em ném qua cái cây bé bé này cho nó ở giữa hai cây đi. Đúng không? Đúng rồi. Mà thích cắt ạ. Dài quá. Để vào đây luôn nhỉ. Đúng rồi, nó có cái cành nó mà. Kiểu mẹ ra này. Đầu này chắc lại phải quận lại. Không thì cắt đầu trên đi nhỉ. Nhà, yeah, chiên đang thành cuộn thì cắt ở trên đi. Đúng rồi. Kéo cho vừa đủ tầm thôi. Cái dây thép Hải cầm lên chưa? Không có đâu. Không có? Ừ. Ở dưới kia không có à Hải? À, thế thì bây giờ mình kiếm buộc buộc từ dưới kia lên thôi. Từ từ để anh chỉnh dưới đây đã. Ừ. Này, anh này cho nó qua cột này nhá. Ừ. Em đi buộc ở dưới kia nhá. Đi buộc ở cái góc này. Đừng để cho nó nhỏ ra bên này. Ừ. Ca hôm nay đâu về ca? Sắt gạo á? À anh gặp ca ở kia mà nhỉ? Ôi ơi. Hay bây giờ là có nước là để đi về đấy. Cho lấy một tách nhé. Cho Sử lấy một tách nhé. Nào mà đầy tách thì cho Sử nó lên giúp chỗ ca sâu nhé. Được chưa? Được rồi. À, cho nó qua phần dưới này đi. Hả? Cho nó qua tôn này. À, thế là cho cái này thì nó mới cao được. Nào Hải, bổ góc này em, bổ góc cây này. Úi. Đấy. Được chưa? Cho, từ từ kéo lên đây một tí nữa. Từ từ nha, kéo nha. Vâng. Úi. Được rồi. Được à? Ok. Nào cái đây anh buộc xem nào.
đây nếu mà không xin cái nguồn nhà chú này thì phải nói là đi kéo rất là xa các bác ở trên hầu như ở trên chỗ này là không có rồi. Nếu mà có thì bây giờ mấy anh em phải ra bên hướng bên kia để tìm thôi. Mà kéo đi xa này nhưng mà sợ là cái dây nước này của bác này, dây nước này bị mất này. Nên gắt thả nước về chứ. Ơi, ra đi thả nước đi, được rồi. Tan nước đã, làm xong đã. Hả? Tan nước đã. Sự nói gì ấy nhỉ? Bây giờ Hải cắm nước vào nhá. Cắm nước vào đi. Đấy, lúc nào mà dưới kia hết nước thì lên đây cắm nhá. Bỏ đi xem này. Hả? Không lên không được. Không lên nó bị... Đấy, thế rồi. Hãy bây giờ cầm dao về đi. Cầm dao về đi. Nào lấy cái dây kia buộc vào đây đây. Phung dây kia, lấy cái dài hơn. Hãy lấy một dây dài hơn. Còn là phần dư thì mình mang về. Đến lúc mà mình cần đấu đi đâu ấy thì mình lại mang đi đấu. Rồi, bác này. Đây đi. Dao để anh cầm nha. Đấy. Đây, bây giờ là xong các bác, bây giờ nước là đến nhà rồi. Gà này biết bổ ấy. Về chưa? Nước về chưa? Về chưa? Thì sảnh hai gà. Hả? Còn dư mà. Đây còn dư nữa. Hả? Đây còn dư à? Bây giờ kéo đến tận đâu rồi? Nhưng mà nước nó về đây đúng không? Không thì cứ thả hết dây nó vào đây đi. Ôi dư nhiều nhỉ? Quận ở góc cây này này. Quận ở góc cây này. Xong lại bỏ vào. Đấy. Đỡ phí. Mình đỡ phải cắt đấy. Hay về rồi. Không thì quận ở dưới chân cái tách này này. Lên trên này. Đây Hải xử trên cái cuộn nhá. Cuộn lại xong mình bỏ gốc cây này. Cuộn lại vòng tròn đấy. Em là bên này kéo mới được, kéo này. Rồi bỏ ra thấy chưa? Cầm cho anh ấy. Nào bỏ ra Hải đây. Đấy. Cái dây buộc đấy Hải ơi, tìm cho anh xử một cái dây Hải ơi. Đấy, nước về. Tí mình phải xả một tí nhá, tí ấy. Vâng. Rửa qua cái tách nhá. Đấy. Thế là có nước. Sao mà xóa?
cây không? Cầm ngay cho anh tí Hải ơi. Rửa cái tách một chút đã. Nào Hải lấy chút tay nữa. Vậy thế là bây giờ là có nước rồi. Này Hải lấy cái này đi xuống để nhà mới đi. Quên rồi. Bao giờ mà có nguồn nước mới thì đi mua ống nhựa ông đi kéo sau. Vâng. Thế bây giờ chưa có nguồn nước thì xin người ta đó. Em xả cái vòi kia nước nó chảy xuống đi. Cho nước bẩn nó chảy xuống đi. Chẳng có nước đâu. Chưa có nước à? Đây rồi. Chắc là bị ít quá. Rửa vòi tách một chút. Khóa lại đã, khóa lại đã. Nó đây này, tí đã. Ở đây nếu mà có đi xin được nguồn nước các bác thì cái nguồn nước này cạn kiệt rồi thì ba ông cháu lại đi xuống cái kia mà để mà xách nước lên đó các bác. Thành ra là rất là vất vả. Nếu mà như ở đây muốn có nước mà lên đến đây ấy, thì một cách là chỉ có mua cái máy bơm để mình kéo lên. Sử có biết cái máy bơm không? Có ạ. Đấy, mua cái máy bơm thì mới hút được cái kia lên đến đây. Rồi tách. Đấy, nhưng mà bây giờ mình xin được ở nhà chú trên kia rồi. Thì mỗi lần mà tách này hết thì mình đi lên kia mình xin người ta thả về một tách. Vâng. Rồi. Bây giờ mình phải để một tí nước nó nhiều nhiều không? Mình xả mình rửa đấy nhá. Mình xả đấy nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Đây, công việc của mấy anh em thì hiện tại đã ok rồi các bác ạ. Nước thì cũng đã về đến tách rồi. Ngày mai thì khi cháu Lực sẽ bảo với anh em là người ta lên lắp cái đường nước cho cháu Lực ấy. Lắp từ đây xuống thì để nước ở trên này thì nó có cái lực nước mạnh xuống để đẩy đi xuống dưới kia. Để trên cao hơn. Ok chưa ạ? Ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi thì mình đi về nhà thôi nhỉ? Xe của Sử thì máy hôm nay là vấn đề trên kia à? Vâng. Thôi ở đây thì khi mà rửa tân, rửa tay mọi cái ở đây thì cũng đã có cái rãnh rồi, nó chảy ra bên rãnh bên kia rồi. Thôi còn bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ bảo em Sử với em Hải là bóc cái phần quà của bà Vương Kim Thanh là bà ấy gửi cho cháu Lực để cháu Lực đem tới cho em Hải với em Sử. Nào bây giờ thì hai anh em là ở đây thì mở xem nào, lấy dao về bỏ cái băng dính đi xem nào. Vâng. Dao ở bên kia kìa Hải. Anh Sử vừa để bên kia kìa. Đây ở đây thì cái phần quà này thì cháu Lực cũng đã biết là gì rồi. Bây giờ thì không có bật mí ra vội để các em mở ra thì sẽ biết. Đấy, các em thì phải nói là mở rất là nhiều thùng quà rồi. Cũng như là rất là nhiều phần quà gửi tới cho các em. Có thấy hồi hộp không? Có. Có à? Kéo xem nào. Đấy. Mở ra. Hải là cái gì Hải? Biết chưa? Vẫn chưa biết á? Thế bây giờ biết là cái gì chưa? Đồng hồ à? Nào thế thì sự nhấc lên như nào. Đấy.
nhấc lên cầm cầm bỏ bỏ cầm cầm nghiêng nghiêng xem này chưa. Đấy, đẹp chưa? Đẹp ạ. Đấy, ở đây là cái phần quà của bà Vương Kim Thanh là bà gửi cho. Đấy, đặt lên trên này. Đấy, ôi xời. Khá là đẹp nha. Cho anh mượn anh chiêm ngưỡng một tí. Đấy, hiện tại là vẫn còn chưa lắp pin này các bác này. Đấy, còn mới tinh luôn. Đấy, đây thì một cái màu vàng mà một cái màu vàng đẹp luôn. Cái này thì phải nói là toát ra cái vẻ mà trông như kiểu là dắt vàng ấy các bác. Hải có thích không? Có. Có à? Bây giờ các em lắp pin vào đi. Đây, lắp pin vào. À đây, cái pin kia. Đây. Rồi, đây xem nó lên được. Lên. Đấy, lên rồi đấy nhỉ? Vậy. Bây giờ thì chỉnh giờ đi. Bây giờ xem đang xem có bao nhiêu giờ rồi. À. Chỉnh đây à? Đúng rồi, đang có 9:27. 9:27 à. Đấy, từ sau chỉnh sau đi nhá. Đây chỗ anh chỉnh này. Đấy, được 9:27 rồi. Ừ. Biết xem giờ đồng hồ chưa? À, sử biết chưa? Không biết xem phút được. Không biết xem phút á, đây này nó tự trưng là này, một vạch nó là một phút, một cái vạch trắng trắng này, còn là cái vạch một cái vạch to to trắng trắng này thì nó là tượng trưng cho 5 phút, là số 5 ấy. Thì ở đây là cộng thêm 5 phút là 10 phút. Đây là 15 phút, 20 phút. Đấy, còn thí dụ nó mà ra đến tầm đến đây đi. Đến số 3 rồi nhá. Còn đến số 3, 3 to to rồi nhá. Xong nó trách ra tầm 2 vạch trắng. Là 21 phút. Đấy, 22 phút. Đấy, đồng hồ thì đồng hồ này phải nói là rất là đẹp cô bác ạ. Không biết là phải nói là bà khi mà bà Vương Kim Thanh gửi cho cái món đồ nào hay là lựa chọn những cái món đồ nào thì đều rất là đẹp cả. Có dám để lên trên này không? Không ạ. Không đâu à? À, sợ mất à? Máy hôn là xong ráng để ạ. Ờ, thế thì máy hôn làm xong cửa nha, không bị mất hút đấy. Thế thì xử thử xem là đặt ở góc nào thì đẹp hơn. Đặt trên đấy ạ. Đặt trên này luôn à? Ừ. Cho anh cầm phát nào. Thí dụ đặt ở trên này đúng không? Thế sau này đặt cạnh tivi luôn, đặt trên tivi luôn. Thế tivi thì sau này là đặt ở đây. Còn đặt cái đồng hồ ở đây. Đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn từ xa lên nhìn có đẹp không? Có. Anh em nhìn có đẹp không? Có ạ. Có ba. Vâng. Thì bây giờ lại cất vào thôi à? Vâng. Chưa treo được ấy. Vâng. Đây thì hai anh em cất vào đi. Tháo pin ra nhá. Vâng. Pin đấy. Pin ra để mấy nữa lúc nào mà lên đây thì lắp không, nếu mà treo dưới nhà thì không tháo. Hả? À? Treo dưới nhà không? Treo dưới nhà cũng được. Treo dưới nhà cũng được à? Nhìn một tí nữa lại đặt vào đây để. Còn hai cái ốc này nhá. Hai cái ốc này thì đừng có vứt đi nhá. Được chưa? Vâng. Đóng vào tường nhá. Còn cái này là pin của nó nhá. Vâng. Lúc nào mà hết pin là xài nhá. Vâng. Cho anh chiêm. Đây lấy cho anh xem nào. Cho anh chiêm ngưỡng kém chút. Vâng. Được không? Đồng hồ này ghi ở đây chứ là 1986. Hay được sản xuất từ năm đấy nhỉ? Nhìn trông rất là ưng, rất là đẹp của bác, một cái màu vàng. Đấy, những cái thanh sắt mà ở đây hàn gắn thì cũng rất là chắc chắn rồi. Sợ là cầm nó bị lung lẩy thôi. Nhưng mà đây mình cầm mà quạt phát là cũng được. Đây thì còn có cả tí gương nữa nhỉ? Vâng. Đấy, hai em có thể xoay gương được ấy nhỉ, đúng không? Vâng. Đây, và qua đây thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì phải nói là khi mà cháu Lực vừa mới bước chân vào cái con đường mà thiện nguyện này thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là người mà đồng hành cùng cháu Lực là lần đầu tiên là người mà trao cho cháu Lực cái tấm lòng vàng của bà gửi cho cháu Lực để cho cháu Lực mua cho sửa một cái tách này,
và mua thức ăn sinh hoạt cho gia đình của ba ông cháu. Cháu Lực rất là nhớ ơn và rất là biết ơn bà Vương Kim Thanh. Còn đến hôm nay thì cháu Lực lại nhận được thêm một cái phần quà của bà Vương Kim Thanh gửi cho cháu Lực. Phải nói là cháu Lực rất là nể phục bà khi mà chọn được những cái món đồ mà phải nói là rất là đẹp cô bác ạ. Đấy, đấy chỉ nhìn qua cái mẫu má thôi đã thích rồi. Còn về cái chất lượng của nó thì chắc là khỏi phải bàn rồi cô bác. Nhìn trong ở bên nhìn ở phần bên trong thì phải nói là số nào ra số đấy, nhìn ở trong rất là đẹp, tất cả mọi cái không để chê vào đâu được cô bác. Đấy. Đấy, bây giờ thì để pin để giờ một chút để vào đây xem là nó có lên không. Nếu mà nó không có lên thì còn biết là bảo với bà rồi, bà mới biết là đổi trả lại. Ở đây thì bà không biết là bà mua ở đâu và rất là đẹp cô bác. Đấy, chắc là có khi là cũng rất là đắt giá đấy. Nhìn đẹp thế. Đấy, hai anh em gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Vâng. Con cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi một cái đồng hồ cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Con cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi một cái đồng hồ cho ba ông cháu. Con rất vui và con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Rồi thế bây giờ bây giờ là đi xuống nhà để lắp đúng không? Vâng. Lấy xuống nhà để lắp thì lấy cái này cầm lên để đậy vào nhá. Xong thì hôm nào lại cầm lên trên này nhá. Vâng. Đấy. Đấy, như thế này bê luôn đi thôi. Bê cẩn thận một chút. Đấy. Để vào hộp tí nó không sợ rơi. Vâng. Để pin này ở dưới đó. Pin. Pin này thì bao giờ hết thì lại thay nhá. Vâng. Tí thì bê cả cái hộp xuống đấy các bác. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, sáng thì anh em có đi kéo nước xong mọi cái rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ lên trên là để rửa lại cái tách một chút để cho các em có nước để mà dùng đấy các bác. Bây giờ thì có nước đầy rồi thì cho Đức sẽ bảo mấy anh em trong cái phần mà lắp ống nước cũng như là lắp cái đường điện là lên lắp cho cháu Đức luôn các bác. Đấy, và một lần nữa thì cho ba anh em xin gửi một lời chúc năm mới tất cả cô bác anh chị một năm mới thật là an khang và thịnh vượng cô bác nhé. Chúc cô bác năm mới thật nhiều may mắn. Và thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.